Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin Giáo phận Phú Cường. Tin Vatican. Vatican có ca nhiễm virus Corona đầu tiên. Tin Vatican. Đức thánh cha chỉ bị cảm lạnh, không có dấu hiệu nhiễm virus Corona tin giáo hội Việt Nam, lễ dỗ ba năm tuyết Cha Du Xe Vũ Duy Thống. Tin Vatican, Đức Thánh Cha Phan Cô công bố sứ điệp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 35. Tin Vatican, các đại học giáo hoàng ở Roma tạm đóng cửa vì virus corona. Tin Vatican, Vatican có ca nhiễm virus Corona đầu tiên. Ca nhiễm virus Corona đầu tiên tại Vatican được xác định dương tính vào hôm 5 tháng 3. Sáng ngày 6 tháng 3, ông Matteo Runi, giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh, đã trả lời các nhà báo về việc tạm thời đóng cửa các dịch vụ y tế của Vatican để vệ sinh các văn phòng sau khi một bệnh nhân tại phòng khám Vatican được xét nghiệm dương tính với virus corona hôm qua. Như vậy, đây là ca nhiễm virus corona đầu tiên tại Vatican. Các văn phòng khác của Vatican, trong đó có Vatican News Radio Vatican, vẫn hoạt động bình thường và đang có kế hoạch cho các nhân viên làm việc online thay vì đến văn phòng. Tại các lối ra vào những nơi công cộng của các văn phòng Vatican, các bình thuốc khử trùng tay đã được lắp đặt để hạn chế tối đa việc lây nhiễm Thành Vatican nằm trong thủ đô Roma của nước Ý, nơi hiện có 3.858 ca nhiễm và 148 người chết do virus corona. Theo thống kê vào lúc 6 giờ chiều ngày 5 tháng 3 giờ Roma, các ca nhiễm virus corona tập trung chủ yếu ở các vùng phía bắc Ý, trong khi vùng Lazio mà Roma thuộc về có 41 ca nhiễm. Tin Vatican Đức Thánh Cha chỉ bị cảm lạnh, không có dấu hiệu nhiễm virus corona. Chiều ngày 3 tháng 3, sau khi một nhật báo ở Roma đưa tin, Đức Thánh Cha Francisco đã làm xét nghiệm virus corona và đã có kết quả âm tính. Phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha chỉ bị cảm lạnh, không có triệu chứng của các bệnh lý khác trả lời các câu hỏi của các ký giả về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha, Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni, đã cập nhật tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha, nhưng không đề cập đến tin tức được một số báo chí đăng tải, cho rằng Đức Thánh Cha có thể đã kiểm tra virus corona và có kết quả âm tính. Ông Bruni nói, Bệnh cảm lạnh mà Đức Thánh Cha được chuẩn đoán trong những ngày gần đây vẫn đang tiếp diễn không có triệu chứng của các bệnh lý khác. Trong khi đó, Đức Giáo Hoàng Francisco cử hành thánh lễ hàng ngày và theo dõi các buổi linh thao đang được tổ chức tại nhà thầy chí thánh ở Apricia. Trong buổi tiếp kiến chung thứ tư tuần trước, Đức Thánh Cha đã bị cảm lạnh và từ khoảng một tuần nay, ngài đã hủy một số buổi tiếp kiến chung và chỉ tiếp kiến riêng tại nhà trọ thánh Marta trong buổi đọc kinh truyền tin trưa chủ nhật vừa qua tại quảng trường thánh phêrô đức thánh cha cho biết ngài không đến aprisia để tham dự tuần linh thao hàng năm của giáo triều roma nhưng sẽ tham dự từ vatican ngày 3 tháng 3, báo in mexico của ý đưa tin đức giáo hoàng francisco bị cảm lạnh để đề phòng ngài đã được kiểm tra virus corona và đã có kết quả âm tính Tin tức này đã loan truyền trên các trang web khắp thế giới. Đài BBC mở đầu bản tin với tin tiết Giáo hoàng đã được kiểm tra virus Corona. hãng tin LBloomberg và Reuters cũng đã đưa tin này, khi nhấn mạnh đến sự sụt giảm khách du lịch đến viện bảo tàng Vatican. Thật vậy, trong những ngày này, số người tham quan phòng trưng bày của viện bảo tàng giảm đến 60%. <laughs> tin giáo hội Việt Nam lễ dỗ 3 năm Đức Cha Du Xe Vũ Duy Thống chiều ngày 2 tháng 3 giáo xứ Vinson Paulo tọa lạc tại đường 3 tháng 2 quận 10 đã tổ chức lễ dỗ 3 năm ngày Đức Cha Du Xe Vũ Duy Thống cố giám mục giáo phận Phan Thiết nguyên chủ tịch ủy ban văn hóa trực thuộc hội đồng giám mục Việt Nam về nhà cha linh mục Joan Bautista Huỳnh Công Minh chủ tế thánh lễ Cha Du Xe Trịnh Tính Ý Chánh sứ giáo sứ Vinh Sơn Phao Lô Người từng có một thời gian dài làm việc với Đức Cha Du Xe Trong vai trò thư ký ủy ban văn hóa Trong bài giảng lễ Đã kể lại nhiều kỷ niệm sau những lần được đi công tác chung với Ngài Từ đó gợi lên hình ảnh một vị giám mục gần gũi Hòa đồng, yêu thương người nghèo Cuối thánh lễ Bầu không khí càng trở nên sâu lắng khi lần lượt những ca khúc do Đức Cố Giám Mục Du Xe còn được biết đến với cái tên nhạc sĩ Thông Vi Vu sáng tác, cũng lần lượt được cất lên. Tại giáo phận Phan Thiết, sáng ngày 3 tháng 3 cũng đã cử hành lễ dỗ tại nhà thờ Chánh Tòa. Đức cha Du Xe Đỗ Mạnh Hùng, Giám Mục Giáo Phận Chủ Tế, tham dự có linh mục đoàn, các chủng sinh, tu sĩ nam nữ và đông đảo mọi thành phần dân chúa trong giáo phận. Tại đây, Đức Cha Chủ Tế đã kêu gọi mọi người dâng lời cầu nguyện, đồng thời xin Chúa thương thanh tẩy Đức Cha Du Xe bằng lòng thương xót của Chúa và thương đón nhận Ngài vào quê hương Vĩnh Phúc. Nơi đó, Đức Kitô là sự sống phục sinh cho mọi người tin cậy nơi Ngài. Đức Giám mục Du Xe Vũ Duy Thống Sinh ngày 2 tháng 7 năm 1952 tại Cao Mộc, Thái Bình, Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 26 tháng 10 năm 1985. Sau đó, lần lượt đảm trách các công việc phụ tá xứ Tân Mỹ Hóc Môn, đặc trách xứ Bạch Đằng Hóc Môn, phụ khảo tại Đại chủng viện Thánh Du Xe Sài Gòn. Sau ngày du học tại Paris, Pháp và lấy bằng thạc sĩ thần học, Ngài trở về làm giáo sư Đại chủng viện Thánh Du Xe Sài Gòn ngày 14 tháng 7 năm 2001, Tòa Thánh bổ nhiệm cha Du Vũ Duy Thống làm giám mục phụ tá tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, hiệu tòa Tết Tiboli. Thánh lễ Tấn Phong diễn ra vào ngày 17 tháng 8 năm 2001 tại nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn, do Đức Tổng Giám mục Doan Bautista Phạm Minh Mẫn chủ phòng. Ngày 25 tháng 7 năm 2009, Tòa Thánh bổ nhiệm Đức Cha làm giám mục chánh tòa giáo phận Phan Thiết. Đức Cha là chủ tịch Ủy ban Văn hóa Hội đồng Giám mục Việt Nam từ năm 2001 cho đến khi ngài qua đời. Ngài đã về cùng Chúa vào lúc 8 giờ ngày 1 tháng 3 năm 2017, hưởng thọ 65 tuổi sau 30 năm linh mục, 16 năm giám mục. Tin Vatican, Đức Thánh Cha Francisco công bố sứ điệp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 35. Trưa ngày 5 tháng 3 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố sứ điệp nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 35 sẽ được cử hành ở các giáo phận trên toàn thế giới vào Chủ nhật lễ lá 5 tháng 4 năm 2020. Sứ điệp của Đức Thánh Cha tập trung trên đề tài trích từ câu Kinh Thánh theo tin mừng Luca chương 7 câu 14. Này bạn trẻ, ta bảo con, hãy trỗi dậy. Được Đức Thánh Cha ký vào ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, bắt đầu chuỗi ba sứ điệp dành cho người trẻ trên hành trình từ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Panama 2019 và Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon 2022. Chủ đề liên kết ba chặng của hành trình – là động từ trỗi dậy trong xứ điệp đức thánh cha nhắc các bạn trẻ rằng động từ trỗi dậy cũng có ý nghĩa sống lại tỉnh lại với cuộc sống ngài đề nghị các bạn trẻ đọc đoạn tin mừng về sự hồi sinh của thiếu niên thành na im như một lời mời cá nhân để thực hiện bước quyết định để theo chúa kitô đức thánh cha nói tin mừng không nói tên của thiếu niên được chúa làm cho sống lại ở na im đây là lời mời gọi độc giả đồng hóa mình với thiếu niên này. Chúa Giêsu nói với bạn, với tôi, với mỗi người chúng ta và Ngài nói, hãy trỗi dậy. Chúng ta biết rằng khi tô hữu chúng ta cũng vấp ngã và chúng ta phải luôn luôn trỗi dậy. Chỉ có ai không bước đi thì không vấp ngã, nhưng cũng không tiến lên. Và Ngài mời gọi, cần đón nhận sự can thiệp của Chúa Kitô và tin tưởng vào Thiên Chúa bước đầu tiên là trỗi dậy đức thánh cha mô tả nhiều khía cạnh của sự chết có thể liên quan đến chúng ta thất bại trầm cảm thiếu hy vọng thờ ơ một cuộc sống thấm nhuần vật chất và đầy những thần tượng trở nên vô nghĩa ngài viết giống như thiếu niên trong tin mừng người đã thực sự chết và sống lại vì được người muốn anh ta sống nhìn thấy cũng thế Điều này vẫn có thể xảy ra hôm nay và mỗi ngày cho những người thấy mình không có lý do để sống. Chỉ có Chúa Giêsu có thể mang cuộc sống trở lại nơi nó đã mất đi và khi người trao lại cuộc sống cho chúng ta, người trả chúng ta lại với người khác. Cuối cùng, nếu thánh cha chỉ cho người trẻ một bước ngoặt văn hóa, Ngài lưu ý rằng ngày nay thường có kết nối nhưng không có giao tiếp. Trong một thế giới mà người trẻ bị cô lập và co mình trong thế giới ảo, hãy trỗi dậy để vượt qua thế giới ảo, dám mơ, dám liều, dấn thân để thay đổi thế giới. Tin Vatican: Các đại học giáo hoàng ở Roma tạm đóng cửa vì virus Corona. Các đại học giáo hoàng tại Roma sẽ tạm thời đóng cửa từ ngày 5 tháng 3 trong khoảng 2 tuần, sau khi số người chết ở Ý vì Covid-19 đã vượt quá 100 người vào ngày 4 tháng 3. Ngày 4 tháng 3, các quan chức Ý tuyên bố rằng tất cả các trường học và đại học trong nước sẽ đóng cửa từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 3 vì sự bùng phát của virus Corona. Các đại học giáo hoàng ở Roma các trường được Vatican cho phép giảng dạy thần học, triết học và các môn học liên quan cũng tuân theo chỉ thị của chính phủ. Trên trang web, các đại học thông báo ngừng các lớp học cho đến ngày 15 tháng 3. Một số trường cũng hủy các sự kiện trong thời gian này. Đại học Thánh Thomas Aquino, thường được gọi là Angelicum của dòng Đa Minh, sẽ hủy các sự kiện được tổ chức, sẽ hủy các sự kiện dự định tổ chức vào ngày 9 tháng 3 tới đây để mừng lễ Thánh Quan Thầy Tô Ma của Đại học. Phần lớn các trường hợp nhiễm virus corona là ở các vùng miền Bắc Ý. Tuy nhiên, miền Lazio gần Roma cho đến ngày 4 tháng 3 cũng đã có 30 trường hợp. Ý là quốc gia có dân số già nhất thế giới, chỉ sau Nhật Bản. 23% dân Ý từ 65 tuổi trở lên cho đến nay, trong số những người chết vì virus Corona, người trẻ nhất là 55 tuổi, phần lớn các nạn nhân trên 60 tuổi. Trước sự bùng phát của dịch Corona ở Ý, Vatican đã hoãn các sự kiện quốc tế trong mùa xuân này. Hội nghị kinh tế Francisco được dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3 nay được dời đến ngày 2 tháng 11 năm nay. Hiệp ước giáo dục toàn cầu được dự kiến vào tháng 5 sẽ được dời đến tuần lễ cuối năm từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 10. Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Runi cũng chia sẻ rằng các bước đã được thực thi tại Vatican như các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ chống lại virus. Các bình thuốc khử trùng tay đã được lắp đặt tại các văn phòng của Vatican và một y tá và một bác sĩ trực tại một phòng khám Vatican để hỗ trợ ngay lập tức. Một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin lần sau.